Vâng, hello em chào anh em buổi chiều nha. Em mới vừa về em Kogona nhập Nhật đời 93. Màu xanh này không biết kêu bằng xanh gì mà nhìn nó đẹp lắm anh em nha. Nhập dòng nhập thì chạy phải sướng rồi. Cái giá tiền mà mình bán thì nó cũng không có cao lắm anh em nha. Ngày xưa thì xe này là biển số xanh thì cũng mới vừa về biển số trắng lại thôi. Đó, form dáng còn đẹp, chạy sướng lắm. Sớm nhân viên mình nó mới chạy về. Xe này thì mình mua ở Cần Thơ, mới vừa cho về luôn. Đăng kiểm cũng còn lâu ha. Form dáng đẹp. Vì mới vừa về cho nên là xe nó sẽ bị dơ và có một số chỗ bị trầy. Cho nên là em chưa có làm là em sẽ quay lên đây. Nhưng mà khi mà anh em đến đây mua xe, em sẽ hỗ trợ. Em là tút lại miễn phí cho anh em không tốn tiền nha. Bên em phương châm bán hàng trước giờ vẫn vậy. Đấy. Xe này là Kogona đời 93 nhập Nhật máy 2.0. Dòng này thì chạy rất là đầm chắc và sướng nha anh em nha. Giữ giá thành nè. Chạy xe của cơ quan, đa phần xe này 10 chiếc là 9 chiếc của cơ quan ban ngành chạy thôi. Dàn ghế còn liền xe, máy móc êm du à. Keo chỉ còn đầy đủ luôn nè anh em, xe cọp ghê chưa? Keo chỉ đầy đủ luôn á. Dòng này thì nó có trợ lực, nó có kính bấm, nó có âm thanh, nó có nghe nhạc, nó có máy lạnh, nó hầu như là có đầy đủ hết á anh em nha. Trần còn liền lắm nè. 4 mâm lớp vỏ đẹp. Xe thì mới vừa về cho nên em cũng chưa có rửa gì, cho nên anh em thông cảm mình không quay được nhiều chi tiết hơn á. Thì xe chắc để ngày mơ ngày mốt em rảnh em rửa em quay chi tiết cho anh em nhìn nha. Trước mắt là quay sơ cho anh em ngó vậy đi nha. Em bán 115 triệu, xe ngay chủ, anh em muốn ủy quyền thì ủy quyền, muốn ra tên thì ra tên. Xe này thì vừa mới xuống biển trắng thôi, form dáng rất là đẹp nha. So với cùng đời như iCọt này thì cũng anh em với nhau á. iCọt này là số tự động cho em bán giá sẽ cao hơn. iCọt này 149 nè, còn xe này thì có 115 thôi đó. Còn anh em nào muốn rẻ hơn thì có Lanos, có Nubiga, có Matiz, cũng còn nhiều xe lắm anh em nha. Cho đến cửa hàng em tham quan và lựa chọn nha. Tầm giá từ vài chục, 200-300, 400-500 đó. Em là chuyên mấy dòng từ 500-600 đổ lại ha. Rất là nhiều luôn. Anh em cứ xuống đây tham quan lựa chọn thoải mái. Em cảm ơn nha. Chúc bà con anh em buổi chiều vui vẻ, an lành nè. Anh em xem qua đừng quên bấm follow kênh để cập nhật nhiều video từ bên em nha.